em nghĩ là có thể chị sẽ tìm được câu trả lời sau bộ phim này. Vậy còn Bảo thì sao? Muốn nhắn nhủ gì với chị Tâm? Vâng, à, em muốn nhắn nhủ là một câu tay lớn dành cho chị hai của em, chị Mỹ Tâm đang tới rồi. Vâng, à, đây là cái điều mà chúng ta đang rất là chờ đợi và nhân vật chính cũng đã tới. Và mọi người ơi, hãy cho một đồng tay thật lớn cho chị Tâm. Chúng ta hãy cùng hoan hô Mỹ Tâm, Mỹ Tâm, Mỹ Tâm chào đón nữ diễn viên chính kiêm đạo diễn của bộ phim Người Dẫn Thời Gian. Có lẽ không khí ở Thảm Đỏ đang nóng hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là Mỹ Tâm, Người Dẫn Thời Gian. Chúng ta còn dành những tràng pháo tay lớn hơn cho nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay được không ạ? Chúng ta cũng dành những tràng pháo tay tiếp theo để chào đón các khách mời đang có mặt trên thảm đỏ của bộ phim Người Dẫn Thời Gian. Các bạn ơi, các bạn luôn. Các bạn ơi, các bạn giúp đứng các bạn đây. Các bạn ơi, các bạn có thể hôn lớn hơn nữa được không ạ? Dạ, chúng ta cùng chờ đón trên thảm đỏ ngày hôm nay nghệ sĩ Công Ninh. Dạ, xin mời nghệ sĩ Công Ninh sẽ tiếp tục tham quan thảm đỏ ạ. Dạ có, em hỏi chị đây. Bây giờ cho em hỏi là tại sao ngày hôm nay mình lại xuất hiện với bạn là áo dài trắng và một cái chiếc xe đạp nó rất là đặc biệt như thế này ạ? Ôi mọi người ơi, thật sự không thể tin nổi luôn, cái hôm đêm đặc biệt nhớ ra là đây là chiếc xe đầu tiên trong cuộc đời Tâm đã đi học các bạn ơi. Có nghĩa là 26 năm các bạn ơi, có nghĩa là đã trải qua rất là nhiều. Các bạn biết là Tâm giữ tất cả những cái kỷ vật của mình ở trong giống như vậy, cho nên là cái này là nó nằm ở trên cái kho nhà của mình rất là lâu rồi, mấy chục năm rồi luôn. Cái sau đó là từ hôm tối đó là bây giờ không biết là mình phải đến đây bằng cách gì và như thế nào. Cái xong cái là mới xuất nhớ ra là mình có một cái kỷ vật và các bạn thấy cái điều đặc biệt ở đây nè, có mấy cái sticker mà sến sến vậy nè, là bữa Tâm luôn. Nè đấy ha. Và đây là Tâm đi từ nhà viện qua nha các bạn. Ở phía sau này các bạn thấy có chữ gì không? 826. 826 là 826 là hồi xưa ở ký túc xá. Ở ký túc xá và Tâm ở phòng 826 và mình gửi xe ở đó. Thì là một chiếc cái này. Và các bạn biết cái xe này mà nó ọc ạc cọc cạc quá trời luôn á. Và hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt nên là Tâm mới nghĩ ra là ôi mình còn một cái kỷ vật đặc biệt như thế này. Thì mình đã mang tới đây và mình đi xe đạp từ nhà viện qua đây để nhớ lại tất cả những kỷ niệm mà mình đã có. Và cảm ơn tất cả tri âm của Tâm đã đến dự buổi ra mắt hôm nay để thấy được tất cả những cái hành trình này của Tâm. Cảm ơn nhiều lắm lắm đấy. Cảm ơn nhiều lắm. Rồi bây giờ Tâm nhường lại cho tất cả các anh chị nghệ sĩ Tâm đi vào trong một chút xíu nha. Chào các bạn, Tâm để cái xe đây, các bạn có muốn chụp thì cứ chụp nha. Một người là không có xe đi về, chúng ta lên bộ đi về đó.
Và trên thảm đỏ lúc này chính là người giữ thời gian Mỹ Tâm cùng với một chiếc xe đạp kỷ niệm của mình. Có lẽ thời gian là điều mà chúng ta sẽ được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều khi mà theo dõi bộ phim này, với những ký ức, với những kỷ niệm mà chúng ta đã có cùng với nhau. Và một lần nữa hãy cùng chào đón chị Mỹ Tâm. Dạ, xin mời chị Mỹ Tâm sẽ vào trong để tiếp tục đón tiếp các khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục giao lưu với các nghệ sĩ có mặt trong thảm đỏ ra mắt bộ phim Người Giữ Thời Gian. Thì cũng có sự xuất hiện của bố mẹ cũng như là các thành viên trong gia đình. Đó là một điều cực kỳ ý nghĩa và quý giá. Một lần nữa một tràng hoan tay để chờ đón gia đình của chị Mỹ Tâm được không ạ? Quý vị và các bạn thân mến, bộ phim Người Giữ Thời Gian sẽ chính thức có mặt tại các rạp trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 8 tháng 4 năm 2023, và đặc biệt sẽ có những suất chiếu sớm bắt đầu từ 19:30 ngày 6 tháng 4 năm 2023. Hy vọng bộ phim sẽ mang đến cho tất cả quý vị những cảm xúc, những điều thật tuyệt vời cùng với một người nghệ sĩ mà quý vị và các bạn đã yêu mến, đó chính là chị Mỹ Tâm.
đang tiến vào thảm đỏ lúc này. Chúng ta hãy cùng chào đón rapper Wowy. Anh Wowy ơi, cho em phỏng vấn chút xíu được không ạ? Ngày hôm nay anh đến với một cái bó hoa rất là đẹp và mình cũng là một khách mời của Live Show Chi Âm. Ngày hôm nay đến với bộ phim Người Giữa Thời Gian thì anh mong chờ điều gì nhất ạ? Thật sự đây là một bộ phim mà Nguyên nghĩ là khi mình xem lại rất là cảm động, bởi vì đó là hành trình của Nguyên một cả ekip trong suốt một khoảng thời gian rất là dài. Và điều này nó không có dễ dàng gì Nguyên tới đây, mà Nguyên cũng rung nữa. Nguyên chúc là cả ekip lẫn chị Mỹ Tâm xinh đẹp của chúng ta sẽ thật là hạnh phúc trong ngày hôm nay, ngày ra mắt phim Người Giữa Thời Gian. Cảm ơn anh rất là nhiều. Xin mời anh sẽ tiếp tục vào bên trong để gặp gỡ với chị Mỹ Tâm và các khách mời ngày hôm nay. Quý vị thân mến, hiện nay không khí tại Galaxy Nguyễn Du đang cực kỳ nóng và tất cả mọi người đều đã rất nóng lòng để có thể vào rạp để theo dõi bộ phim Người Giữ Thời Gian, một bộ phim của chị Mỹ Tâm đã ấp ủ và thực hiện trong suốt thời gian vừa qua. Và một lát nữa thôi thì chúng ta sẽ cùng được thưởng thức những thước phim đã được dày công chuẩn bị, và hy vọng nó sẽ mang đến cho quý vị những trải nghiệm thật đáng nhớ, một kỷ niệm nữa đối với chị Mỹ Tâm. Và xin được giới thiệu một nhân vật đặc biệt đang xuất hiện trong thảm đỏ của chúng ta, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Và bên cạnh đó chúng ta cũng chào đón ca sĩ Vũ Hà. Buổi họp báo ra mắt của phim Người Giữ Thời Gian còn đặc biệt chào đón
những người hâm mộ của chị Mỹ Tâm. Các bạn tri ân Mỹ Tâm. Và cũng xin được mời các anh chị khách mời này, chúng ta đang còn ở phía bên ngoài thảm đỏ, chúng ta hãy di chuyển vào bên trong để cùng giao lưu với chị Mỹ Tâm cũng như là các khách mời khác trong buổi họp báo ra mắt bộ phim Người Giữ Thời Gian hôm nay. Và đang tiến vào thảm đỏ ngày hôm nay, chúng ta cùng chờ đón sự xuất hiện của diễn viên Trương Quỳnh Anh. Chị Trương Quỳnh Anh ơi. Ngày hôm nay mình đến đây mình có cảm xúc như thế này thì có thể chia sẻ cùng với mọi người đúng không ạ? Mọi người ngày hôm nay thì thật sự là anh cảm thấy là vô cùng hạnh phúc luôn, bởi vì là chị Tâm là một cái người thật sự vô năng của mình rất lớn. Cho nên là ngày hôm nay khi mà đến đây anh tham dự cái buổi ra mắt tri âm của chị Tâm thì anh cảm thấy cực kỳ vinh dự, và bây giờ đang rất là hóng, không biết là chị mình ra đứng đâu rồi. Qua Lộc thấy là chị Trương Quỳnh Anh cũng đã tham gia rất là nhiều những cái live show, những cái đêm nhạc của chị Mỹ Tâm. Vậy thì sau khoảng thời gian mình đã theo dõi chị Mỹ Tâm thì điều gì ở chị Mỹ Tâm khiến cho chị Trương Quỳnh Anh cảm thấy là mình ngưỡng phục nhất? Cái điều mà chị Tâm làm cho Quỳnh Anh cảm thấy yêu quý và nể phục nhất, và Quỳnh Anh luôn luôn lúc nào cũng muốn học hỏi chị đó, chính là cái cách làm nghề. Chị là một người làm nghề rất là có tâm, và không những là một người rất là có tâm trong nghề của mình, mà khi mà chị gọi là cách đối nhân xử thế bên ngoài cũng là